liệu rằng đây có phải là thời cơ chín muồi để chúng ta nghĩ đến bàn thắng khai thông bế tắc và mở ra cơ hội chiến thắng ngày hôm nay hay không? Người đứng trước quả bóng này là Hùng Dũng. Đây đó! Chiến quả này thật là ngọt ngào và thật xứng đáng với màn ăn mừng bùng nổ dâu cảm xúc của